cờ với cô bạn mua cho một cặp đá, thì cô này trường trong vòng một tháng, cô nói ủa tự nhiên giờ tôi ăn được, tôi ngủ được, tôi khỏe ra. Thì cô kia mới hỏi cô kia vậy cho hai cục đá này nguồn gốc từ đâu, rồi mới đi tìm đến với chúng tôi. Thì chúng tôi thì tôi nói nếu đã là ung thư mà cô này ung thư tử cung mà di căn qua trực tràng rồi, thì tôi nói bây giờ là phải trồng 6 cục, tức là 3 cặp, một cặp ở gan, một cặp ở trên, một cặp ở dưới, và trùng chăn lại để chờ. Và cuối cùng đó là tới ngày nay là vô bác sĩ nói là ủa bà chưa chết à? Tại mới đi tái khám thì bác sĩ cứ nói không thấy trở lại biết là chết rồi, sống. Nó giờ khám lại thì tất cả những khối u biến mất hết rồi, từ khối u mà căn nguyên từ tử cung cho tới khối u di căn qua trực tràng thì tôi quay đầy đủ hết. Nhưng mà khổ gia đình bị là có danh tiếng cho nên nói là thôi xin tôi báo cáo hết để làm tư liệu chứ không được phổ biến cho cộng đồng. Thành ra là tôi nói cho mọi người cái bí mật của cái cặp đá lạ luôn. Cho nên nếu mà dùng từ ban đầu tôi đi dùng là đá massage trồn nóng dùng gan, chúng tôi phải đổi lên cặp đá diệu kỳ. Rồi vừa rồi có một cái anh đó, nói là không phải là cặp đá diệu kỳ mà cặp đá huyền diệu. Thành ra là cái kết quả của nó mình không thể nào tưởng tượng là như vậy. Và tại sao như vậy thì đối với khoa học ấy, người ta có thể yên ta làm gì u, ta thở trên những con chuột và dùng cái nhiệt liệu pháp tác động lên khối u và sau đó người ta thấy khối u biến mất. Và như vậy là tới bây giờ người ta kết luận điều gì, người ta kết luận là nhiệt liệu pháp là một trong bốn phương pháp điều trị ung thư. Điều trị đầu tiên là giải phẫu, thứ hai là xạ trị, thứ ba là hóa trị, và cuối cùng là nhiệt liệu pháp. Và chúng ta là một cái giải pháp nhiệt liệu pháp mà hoàn toàn trên thế giới chưa có ai có làm, và chúng ta là những người Việt Nam làm đầu tiên từ cái trường gan mà phát hiện ra cái tác dụng của nó như vậy. Ở đây tôi muốn nói để cho mọi người hiểu là chúng ta không phải có một cái tham vọng mà dùng đá để chữa ung thư, mà chúng tôi chỉ có một cái mơ ước là dùng đá để cho khối ung thư hoặc là tế bào ung thư không có điều kiện phát triển đủ rồi, chúng ta dừng ở đây được rồi. Chúng ta có sức khỏe này, chúng ta có bị gan nhiễm mỡ này, chúng ta có men gan cao này, chúng ta có cholesterol cao này, chúng ta không bị tiểu đường này, chúng ta không bị huyết áp này, không bị acid uric này, và chúng ta cứ sống tà tà 120 tuổi mà không bị ung thư. Rồi tới lúc nào mọi người là sống tới 120 tuổi yêu cầu trả lại cặp đá ghi về chữ cho ký tên gửi tặng lại tôi trước khi chết. Bởi vì thì nguyên tắc của đá mà khi mà nó làm lưu thông những cái mang mạch ngoại vi cũng như nội tạng thì lúc đó là chúng ta không còn phải lo cái chết nữa. Tại vì máu huyết lưu thông tất cả đều tốt hết, chúng ta không có đường chết nữa. Chỉ có một cái chết duy nhất ở Việt Nam là chết do gì đó mọi người? Xe đụng. Việt Nam mình đi sáng ráng mà đụng chết ngắt. Và hy vọng rằng là ở đây là 20 năm sau, 50 năm sau chúng ta vẫn cứ ngồi đây. Và đặc biệt của nó không phải mọi người đừng có cười, vì nó không có già thì nó chết chứ, và nó làm cho chúng ta trẻ càng ngày trẻ ra. Em này bữa nay năm nay thấy trẻ ra 5 tuổi, hồi trước là đây giống như bà cụ vậy, trùng chăn trùng mền lạnh ngắt ngồi thấy thương lắm nè. Rồi lúc nào ngồi cũng dầm đá, nãy giờ có đầu dầm đá chứ em đó. Bây giờ đẹp đẽ ra con này, em một chút xíu báo cáo là mày. Và như vậy tạm biến cho sự sống mặt nó, nhưng vẫn cứ làm và vẫn cứ lấy tiền thôi. Bạn có bao giờ nghĩ rằng các bình thuận đâu các thứ thì như vậy là để cho ta thấy là cái chuyện mà dùng nóng để chữa bệnh là ở trong đất nước chúng ta đã có từng có rồi. Ví dụ mình nấu nồi cho xong bằng lá cây đó, ở đây mình có thường làm không? Có đó. Bên này một là đây nhiều. Mà những cái lá cây ấy, nó có tinh dầu ấy, thì mình sống rất tốt. Thấy chưa? Nhưng mà điều có cái nó khác đến cái trường đá này vậy nè. Trường đá thì mình không có bị ra mồ hôi nhiều như là mình sống lá cây. Thành ra là mình sống lá cây ấy, thì thỉnh thoảng nửa tháng, tháng mình sống lần, chứ mình trong ngày mình sống là nó ra mồ hôi nhiều quá, nó làm rối loạn điện giải thì nguy hiểm. Hay vấn đề là chỗ đó. Còn đó là cái đá mình trường thì nó nóng ở trong mà nó không có làm cho ra mồ hôi nhiều, cho nên cái đó là cái lợi của chúng ta. Ở đây là tôi có nói đến cái chuyện mà trường nóng
Rồi ta nhớ lại ở xứ mình á, miền Nam thì có bánh tét, miền Bắc thì có bánh chưng, thì mọi người ngồi chung quanh cái phòng Tết á, và nấu á, thì từ 8 tới 10 tiếng thì mới chín được cái nồi. Đấy. Thì mọi người ngồi xung quanh cứ bỏ vô bên bếp lửa hồng, thì mọi người biết lửa lúc đó nó nóng trên 60-70 độ, mặt này ai cũng đỏ hết vậy. Nhưng mà ngồi suốt cả đêm tới sáng tới dậy là coi như là tới Tết rồi, mà hết Tết rồi là sao không thấy ai bệnh, mà thấy ai cũng khỏe. Nhưng mà không ai biết rằng cái mà chúng ta ngồi quanh cái lửa đó nó đã có tác dụng làm cho cái cơ thể chúng ta hồi phục rồi mà chúng ta không biết. Và điều đó thấy rõ là ở dân tộc miền núi. Viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập chỉ liên tâm. Địa chỉ liên hệ: Hà Nội, số 67 Bà Triệu, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm năng lượng cảm xạ. Điện thoại: 0913 590 502, 0936550900. Thành phố Hồ Chí Minh, số 4/1/1 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình. Điện thoại: 0983 792206, 0918 133 635. Chi tiết trên website www.thapchiliantam.vn.